Kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh HGTV để xem tin tức mới tại những điểm trong nước và thế giới trong chuyển động Đông Tây 24 giờ trưa nay. Không chỉ nóng, chương trình sẽ có những thông tin rất thú vị, hấp dẫn cùng với những câu chuyện đầy xúc cảm ngay sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về sai sót khi nói Việt Nam có quốc lộ 1. Lỗi này không phải do con người mà do sách. Chấm thi trắc nghiệm bằng điện thoại di động, một sáng kiến rất nhanh tiện lợi của thầy giáo cấp 3 tỉnh Hậu Giang. Tiếp tục những thông tin mới rất bất thường về hiện tượng gần 50 công nhân của công ty Smart Elegant ở thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu vì ngất xỉu hàng loạt. Công ty an ninh mạng toàn cầu Groupon cho biết một vụ tấn công mạng khác đang xảy ra với quy mô có thể lớn hơn mã độc tống tiền vừa qua. Câu chuyện đời chuyện người về một bà lão đang gồng gánh bước qua những nỗi đau nhưng vẫn bao dung tình mẹ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần một tiếng đồng hồ, những đồng nghiệp của chúng tôi từ báo Express cho biết, sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt ít nhất 10 người trong đường dây thầu đề do bà Nguyễn Thị Điệp, 58 tuổi cầm đầu, điều tra về hàng loạt các hành vi liên quan đến đánh bạc. Cả tỷ đồng đã được thu giữ tại sòng bài này. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ bắt nóng này. Bà Điệp khai tổ chức đường dây thầu đề được gần một năm. Hàng ngày bà ta chỉ ngồi ở nhà cùng nhóm đàn em nhận phơi ghi số từ các đại lý ở nhiều nơi gửi về bằng máy fax, phần mềm Zalo. Phạm Văn Sơn là đại lý lớn nhất của bà Điệp, gom số đề từ hàng chục mối nhỏ. Mỗi ngày ông ta giao dịch tiền cược lên đến hàng trăm triệu đồng. Chiều 3 hôm trước, phòng cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào 10 điểm tại các quận 2, quận 9, quận 12 và Thủ Đức, bắt quả tang nhiều người chuyển phơi đề cho bà Điệp. Ngoài nhiều lớp cửa khóa chặt, các camera giám sát được giăng khắp nơi. Hơn 1 tỷ đồng, 10.000 đô la Mỹ, 13 lượng vàng được cho là tang vật đánh bạc của đường dây này bị niêm phong. Ba ngày vừa qua, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo các môn của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong đó, đề thi môn hóa có 2 đáp án đúng và môn địa lý hỏi là quốc lộ 1 bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn và kết thúc ở tỉnh nào? Hệ thống sông nào nằm ở cả phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta? Ngay lập tức, những câu hỏi này đã làm dậy sóng. Nhiều tranh cãi ở các diễn đàn đã diễn ra bởi Việt Nam không có hệ thống sông chảy từ miền Bắc xuống tận miền Nam và cũng không có quốc lộ 1 theo bản đồ hành chính hiện tại. Và tại sao lại có những lỗi ngớ ngẩn này? Chiều tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức có văn bản phản hồi. Lỗi sai sót này không phải do con người mà là tại sách. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, trong quá trình làm đề, tổ xây dựng đề tham khảo môn địa lý đã căn cứ vào sách giáo khoa và Atlas để đảm bảo sự thống nhất trong dạy học và thi. Tuy nhiên, có một số nội dung trong sách giáo khoa có thể đã lạc hậu do tình hình kinh tế xã hội thay đổi liên tục, trong khi sách giáo khoa chưa cập nhật. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác nhận có sai sót ở đề thi môn hóa học khi trong câu số 74 có tới 2 phương án trả lời đúng. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc này sẽ được ban soạn thảo đề thi rút kinh nghiệm khi xây dựng đề thi chính thức cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào tháng 6 tới. Một lỗi khá hy hữu khác mà giáo viên ở khoa sư phạm trường cao đẳng Cần Thơ mắc phải, đó là khi vào siêu thị mua sắm đã bỏ 53 bài thi của sinh viên vào cốp xe, nhưng khi ra về thì mới phát hiện cốp xe bị cậy và toàn bộ số bài thi đã không cánh mà bay. Trước sự việc này, hôm qua hiệu trưởng nhà trường đã có quyết định xử lý trường hợp này. Kết luận nêu, thực hiện xử lý vi phạm đối với bà Võ Nữ Thu Hằng, trưởng bộ môn sinh hóa khoa sư phạm của trường, với hình thức phê bình trong nhà trường về hành vi làm mất bài thi học phần của sinh viên. Nhà trường không xử lý kỷ luật đối với bà Hằng vì khi xảy ra sự việc, bà Hằng đã chủ động báo cáo lãnh đạo, nghiêm túc và thành khẩn nhận khuyết điểm, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước sự thay đổi về quy chế và hình thức thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, đặc biệt đó là việc chuyển hầu hết các môn thi từ hình thức tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm đã giúp cho các giáo viên và học sinh nảy ra nhiều sáng tạo để phù hợp với hình thức này, khắc phục được việc đục lỗ đáp án để chấm điểm như trước đây.
Chúng tôi tin là sáng kiến này sau khi nghe phóng viên Duy Anh trình bày thì các bậc thầy cô sẽ tìm giáo viên này để chia sẻ kinh nghiệm ngay và bái phục người thầy giáo này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, thay vì mỗi giáo viên phải mất từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ để có thể hoàn thành 40 bài thi trắc nghiệm như thế này, thì giờ đây công việc này chỉ cần tốn từ 5 cho đến 10 phút bởi việc chấm thi bằng điện thoại di động. Đây là sáng chế của thầy Nguyễn Việt Cường, giáo viên bộ môn sinh học của trường Trung học Phổ thông Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nhận thấy việc chấm điểm truyền thống bằng tay mất nhiều thời gian và đôi khi có sự nhầm lẫn giữa các đáp án. Sau thời gian nghiên cứu các phần mềm chấm điểm tự động trên các trang mạng xã hội, thầy Cường đã tải về điện thoại di động và cải tiến các chương trình theo mục đích sử dụng. Khi nhận được bài làm của học sinh, điện thoại sẽ tự động chấm điểm và hiển thị số điểm học sinh đạt được trên màn hình. Khi sử dụng thử thì cũng có làm thử cái phiếu và tự mình làm thôi. Rồi tự mình làm bài rồi tự mình chấm thử coi nó đúng không. Và khi chấm khoảng 10 bài thì nói chung thì nó rất là chính xác. Và đặc biệt là cái phần mềm này rất là hay là nó tự phân biệt được các mã đề. Trước đây đục lỗ thì phải lựa ra. Ví dụ như mã đề 1, mã đề 2 thì để lựa ra riêng. Nhưng mà đối với phần mềm này thì học trò chỉ cần tô cái mã đề thôi. Và chỉ cần để lộn xộn thì phần mềm nó vẫn phân biệt được cái mã đề nào để chấm. Việc chấm điểm bằng điện thoại di động được xem là thiết kế cứu nguy trước việc chuyển đổi sang hình thức trắc nghiệm. Với hiệu quả bước đầu mang lại, mô hình hiện đã được các giáo viên trong trường áp dụng rộng rãi thời gian vừa qua. Tiếp tục là những tin nóng khác. Thưa quý vị, đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ chiều qua ở xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Do tránh xe ngược chiều và không làm chủ tốc độ, chiếc xe Toyota Fortuner chở 4 người Trung Quốc đã lao xuống vực sâu hơn 10 mét. Vụ tai nạn khiến 5 người mắc kẹt trong xe, trong đó có 4 người là khách du lịch mang quốc tịch Trung Quốc. Chiếc xe Toyota Fortuner bị biến dạng. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Gia Lai vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, khiến 13 người chết và 31 người bị thương, hai ô tô bị hư hỏng nặng. Nhiều người cho rằng tài xế đã sử dụng ma túy, nhưng theo thông tin mà chúng tôi vừa có được thì kết quả giám định ma túy lần 2 được công an Gia Lai công bố, mẫu máu của tài xế Võ Văn Quý không có ethanol và các chất ma túy thường gặp. Đồng thời, qua giám định hai ô tô, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện. Hiện tài xế Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Thưa quý vị, vụ tấn công mạng với quy mô toàn cầu hồi tuần trước đã gây nhiều thiệt hại nặng nề và đến nay việc ngăn chặn virus WannaCry vẫn còn là một thách thức. Và dường như các vụ tấn công mạng chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm qua, một công ty an ninh mạng toàn cầu thông báo đã phát hiện vụ tấn công mạng mới với quy mô có thể còn lớn hơn vụ tấn công do virus WannaCry. Theo đó, loại virus này sử dụng các máy tính đã bị nhiễm độc để khai thác tiền ảo và chuyển số tiền được tạo ra cho những đối tượng tạo ra virus. Thông báo của công ty Triple cho biết đã phát hiện ra một loại virus máy tính mới có liên quan tới WannaCry, có tên gọi AdenCrypt. Theo đó, thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn một máy tính bị nhiễm độc bằng việc mã hóa các dữ liệu và đòi tiền chuộc, virus AdenCrypt sẽ sử dụng các máy đã bị nhiễm độc để khai thác một loại tiền tệ ảo có tên là Modrino và chuyển số tiền được tạo ra cho những đối tượng tạo ra virus. Công ty trên cũng cho biết dấu hiệu của các máy tính bị nhiễm độc làm mất khả năng truy cập các nguồn tài nguyên được chia sẻ của hệ điều hành Windows, cũng như làm giảm hiệu quả sử dụng máy tính cá nhân và máy chủ. Liên quan đến vấn đề, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga và Đại sứ Nga tại Washington các thông tin tuyệt mật. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và khẳng định có bằng chứng để chứng minh Tổng thống Trump không thông báo bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong cuộc gặp tại Washington hồi tuần trước. Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Italy Paolo tại Sochi, Nga, Tổng thống Putin nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov không truyền đạt lại bất kỳ thông tin mật nào cho ông, cũng như các quan chức khác của Nga. Theo ông, điều này cho thấy không hề có những thông tin mật do Tổng thống Mỹ tiết lộ. Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng chuyển đoạn ghi âm cuộc gặp này cho các nghị sĩ Mỹ để giúp trấn an họ. Trong một diễn biến có liên quan, ngày hôm qua, Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm cựu giám đốc FBI Robert Mueller là luật sư đặc biệt giám sát cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016 và mối liên hệ với nhóm tranh cử của Trump.
Việc bổ nhiệm ông Mueller diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập với các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Áp lực với chính quyền Trump đặc biệt gia tăng khi Tổng thống bất ngờ sa thải ông Comey. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết đây là Phạm Tuân, người Việt Nam duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đã từng đi vào không gian. Vào năm 1980, ông đã vinh dự được cùng với nhà du hành Nga Viktor Gorbachev, người sau đó đã nhiều lần đến Việt Nam và trở thành cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên Xô. Theo hãng thông tấn TASS, thì ngày hôm qua, phi hành gia người Nga này đã qua đời ở tuổi 82 tại thủ đô Moscow. Ông Viktor Gorbachev sinh ngày 3 tháng 12 năm 1934. Năm 1960, ông tham gia nhóm huấn luyện du hành gia đầu tiên. Ông đã bay vào vũ trụ 3 lần vào các năm 1969, 1977 và 1980. Năm 1970, ông Gorbachev là một trong những người tham gia ván cờ vua đầu tiên giữa trái đất và đội du hành gia vũ trụ. Sau trận đấu cờ này, ông trở thành hội viên danh dự của câu lạc bộ cờ vua Trung ương Xô Viết. Sau khi rời chương trình không gian năm 1982, ông giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật Không quân tại Moscow. Năm 1992, ông nghỉ hưu với quân hàm thiếu tướng. Từ năm 1993, ông là tổng giám đốc tập đoàn AANL Nga. Những nội dung tiếp theo của Chuyển động Đông Tây 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh bị đâm chết sau khi cự cãi tại quán nhậu. Tổng cục Hàng không Việt Nam cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách gây rối trên máy bay. Như đã đề cập trong chương trình tin tức Đông Tây 24 giờ sáng nay, hiện đã có gần 50 công nhân của công ty Smart Elegant đóng tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu trong 2 ngày qua. Và đây là một hiện tượng khá bất thường, bởi theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn thì các công nhân này không có biểu hiện ngộ độc hay ngạt khí. Thông tin ban đầu, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ nhiều người có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sau đó ngất xỉu hàng loạt. Báo người lao động cho biết tất cả không ăn uống gì bất thường, cũng không ăn uống tập trung tại một điểm nên phán đoán là không có khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết có tất cả 33 công nhân nhập viện, trong đó có một số công nhân đã từng bị ngất xỉu ở lần trước. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm lời giải cho hiện tượng bất thường này. Tối ngày 3 tháng 4, trên chuyến bay VG134 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, do bức xúc vì thay đổi cửa ra máy bay, nữ hành khách tên viết tắt là T thì đã có hành động la hét gây gổ với các tiếp viên hàng không. Dù đã được nhiều người can ngăn, nhưng vụ lộn xộn này thì vẫn khiến cho chuyến bay bị chậm 50 phút so với giờ dự kiến khởi hành. Liên quan đến vụ việc này, chiều qua, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2017 đối với nữ hành khách này do vi phạm an ninh hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thông báo này đã được gửi tới tất cả các sân bay trong cả nước. Các hãng hàng không nội địa và nước ngoài hiện đang khai thác đường bay đến Việt Nam. Đồng thời, trong vòng một năm sau thời hạn cấm bay, nếu bà T đi lại bằng đường hàng không sẽ phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng vì hành vi gây mất trật tự trên máy bay. Tuy nhiên, bà T phản đối và không chấp nhận quyết định xử phạt. Một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại đường 204 thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vừa bị bà quả thiêu rụi trong đêm qua. Lửa bùng phát dữ dội trong nhiều tiếng đồng hồ đã khiến toàn bộ cửa hàng rộng hơn 400m² quá trời tàn. Theo chủ cửa hàng, số hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng đã cháy thành than. May mắn là không có ai bị thiệt hại bởi vụ cháy, nhưng xót xa khi một lần nữa nhiều tài sản mà người dân chắc chiêu tích góp bao năm bỗng mất trắng chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo bà con mình, nhất là các cơ sở kinh doanh, cần hết sức chú ý phòng cháy, chữa cháy. Vào khoảng 20 giờ 30 phút, nhiều hàng xóm ngửi thấy mùi khét tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng điện nước Mạnh Quyền. Hơn một tiếng sau, phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân hô quán những cửa hàng đóng kín còn bên trong. Nhà không có người. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, công an Hải Phòng điều động lực lượng hiện trường dập lửa. Đến 24 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được lực lượng chức năng khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Sau khi cự cãi trong quán nhậu, anh H, 33 tuổi, quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đi bộ ra đường thì bị hai người đi xe máy đuổi theo, dùng dao đâm 4 nhát vào người, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Cái chết hết sức thương tâm đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và phẫn nộ tự hỏi, lấy đi một mạng người dễ dàng đến vậy sao? Động cơ gây án của thủ phạm là gì thì vẫn đang được điều tra. Thông tin chúng tôi nhận được, sáng qua, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang truy bắt hai nghi phạm dùng dao đâm chết anh H tại cầu Bình Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức vào tối ngày 16 tháng 5. Theo điều tra từ công an, gây án xong, hai nghi phạm nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi mọi người tới gần thì phát hiện anh H đã tử vong nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiến hành xác minh làm rõ. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Lâm Văn Tẻo, 27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau, đã dùng dao đâm trúng ngực anh Huỳnh Văn Bình, trú huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, dẫn đến tử vong. Với hành vi giết người, đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận trong lúc ẩu đả, Tẻo đã cầm dao đâm anh Bình khiến bị thương nặng và chết tại bệnh viện. Nhiều cái chết liên quan đến một chút mâu thuẫn cá nhân hay một cuộc tranh cãi ẩu đả, tưởng thoáng qua thì đều đã để lại phía sau nó nhiều hệ lụy. Nỗi đau đớn của cha mẹ, vợ con những người gây án chắc chắn cũng không ít hơn những nạn nhân. Ông bà ta dạy, dĩ hòa vi quý, nói phải của cải cũng nghe. Nếu có thể bình tĩnh dùng lời nói để giải quyết hiểu lầm, dung hòa mâu thuẫn thì chắc chắn đâu có những câu chuyện đau lòng như vừa đề cập. Và đặc biệt là giải quyết nỗi bực tức trong lòng khi trong mình có rượu lại càng nguy hiểm. Chỉ vì bị mà men điều khiển, một người chồng đã nở ra tay với người đầu óc tài gối của mình chỉ vì 190.000 đồng. Vụ việc xảy ra ở Vĩnh Long khiến mọi người hết sức đau lòng. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Hiểu, 25 tuổi, trú xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về hành vi cố ý gây thương tích. Vào ngày 24 tháng 4, sau khi đi nhậu về, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc bực tức, Hiểu đã đánh vào mặt vợ, khiến chị mất mạng sau đó. Nguyên nhân ban đầu là do bực tức khi vợ lấy 190.000 đồng mà không hỏi ý kiến mình. Sự cố môi trường biển đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở nhiều tỉnh miền Trung. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ, cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này và nguồn lợi thủy sản đã được khôi phục. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh hoàn thành chi trả phần kinh phí đền bù đã được tạm cấp trước ngày 30 tháng 6 và có đề xuất tiếp tục để Bộ Tài chính tiếp tục chi trả. Đồng thời cho biết, Chính phủ đồng ý rà soát lần cuối cùng về bổ sung người bị thiệt hại sẽ được đền bù hỗ trợ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường giám sát chặt chẽ công ty Formosa hoàn thành tiến độ khắc phục sự cố và tuân thủ pháp luật. Giao Bộ Y tế chủ trì cập nhật theo dõi môi trường nước biển, an toàn thực phẩm với hải sản khai thác ở miền Trung và công khai thông tin cho người dân. Xưa nay, lục bình chỉ xuất hiện nhiều, nảy nở, có lắm lúc làm dướng díu lưu thông trên các sông ở miền Tây. Ấy vậy mà hiện tượng này lại đang diễn ra tại một đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh. Và cụ thể là trên tuyến kênh Tàu Hủ, đoạn thuộc địa bàn quận Nhất đã bị chặn dòng chảy, khiến cho lục bình và rác thải động lại đặc kính, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin sau đây. Theo phản ánh của người dân và công nhân vệ sinh, bình thường khi công trình chống ngập tại cầu móng chưa thi công thì lục bình và rác thải dẫn theo dòng chảy đổ về đây. Nhưng do không bị ngăn dòng nên rác và lục bình trôi phân tán rải rác khắp khu vực kênh Tàu Hủ. Từ khi việc thi công chặn dòng chảy khiến cho nước ở đây đổi màu và rác bị dồn động vào một chỗ như thế này, làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan. Lục bình nó trôi thì ở đây có nó ngăn lại, bị động đây nhiều, nhưng mà có cái tàu đường sông người ta hốt thường xuyên. Đó, sáng cũng có tàu của đường sông nó hốt, giờ mới sạch, sáng lục bình đây là nhiều lắm. Ngày xưa mà chưa có ngăn cái bờ này đó, thì nó trôi vô kia thì nó không có động lại. Các quận trong lưu vực tuyến kênh Tàu Hủ là quận Nhất, quận 4, quận 8 cũng đã phản ánh với trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước của thành phố nhưng vẫn chưa được khắc phục. Chuyển động Đông Tây 24 giờ trưa nay tiếp tục với những tin tức về người tiêu dùng cảnh giác. Xin được mời chị Quỳnh Như.
Kính chào quý vị và các bạn, những thông tin không thể bỏ lỡ trong Người tiêu dùng cảnh giác trưa nay. Không có tiêu chuẩn phân biệt rượu thuốc thật, người tiêu dùng lo lắng chọn nhầm mẫu rượu thuốc độc hại. Thực hư công dụng của các loại máy lọc methanol trong rượu. Cà phê viên giấy sử dụng một lần, quà tặng cho các tín đồ cà phê. Thưa quý vị, trong khi đó thì chỉ trong 4 tháng đầu năm, người Việt đã chi gần 110 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.400 tỷ đồng để ăn thịt ngoại nhập. Câu hỏi được đặt ra là như vậy liệu có đáng khi mà nhiều vụ thịt bẩn của ngành chức năng đang chứng minh thịt ngoại không có nghĩa sẽ là thịt sạch. Chiều ngày 15 tháng 5, lực lượng cảnh sát môi trường Hà Tĩnh đã kiểm tra đột xuất kho đông lạnh của bà Nguyễn Thị Tâm làm chủ và phát hiện trong kho có gần 1 tấn hàng hóa thực phẩm quá đát. Số thực phẩm gồm thịt trâu Ấn Độ, xương gà Mỹ, xương sườn heo Đức, xương đà điểu, xương heo Ba Lan. Một số đã hết hạn sử dụng từ năm 2015-2016 và một số không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Hiện đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu. Bà Tâm khai nhận toàn bộ số hàng này đem về để bảo quản, sau đó bán ra thị trường. Cảnh giác khi mua thịt ngoại không có nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng là điều không thừa để quý vị tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, cũng như là cẩn thận trong lựa chọn mỹ phẩm. Các chị em phải hạn chế tối đa cảnh giác để không phải hối hận vì đã bỏ tiền trước họa vào thân. Mỹ phẩm đang bị làm giả tràn lan, được bán rầm rộ công khai trên chợ mạng online và các chợ đầu mối. Đáng lo là hiện theo các chuyên gia, mỹ phẩm giả đã được làm giống như hàng thật đến 99%. Đến chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh, lượng mỹ phẩm giả bán khá nhiều. Với một cây mascara giá rẻ chỉ 15.000 đồng, sau khi ra chợ, người ta có thể đẩy giá lên 120 đến 160.000 đồng. Đáng nói là sự giống nhau y hệt giữa các sản phẩm này không phải người tiêu dùng nào cũng nhận biết được. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng hãy cẩn thận chọn mua hàng, phải đến những nơi uy tín, chọn hàng có thương hiệu xuất xứ rõ ràng. Hiện nay trên thị trường, các loại rượu ngâm cùng các nguyên liệu khác đang được quảng cáo một cách tràn lan. Nhiều loại rượu được cho là ngâm với các loại thảo dược, hoa quả hoặc là động vật như là gấu, tắc kè, trắng được giới thiệu là có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bổ thận, tráng dương để ông uống bà khen. Nhưng khi tiêu chuẩn nào để phân biệt, nhận biết những loại rượu này có thật và vẫn còn bỏ ngỏ, người tiêu dùng có nguy cơ lãnh đủ. Khi nhu cầu tăng thì rượu giả sẽ trà trộn, nhất là khi hiện nay không có tiêu chuẩn nào theo quy định để người tiêu dùng chọn được rượu thật. Một người tiêu dùng rượu ngâm ở Hà Nội cho biết, thực chất công dụng của một số loại rượu ngâm không giống như những quảng cáo có cánh mà các cơ sở bán hàng đưa ra. Không có công dụng, thậm chí là bị dị ứng khắp người, mẩn đỏ, đau đầu, khó chịu. Thưa quý vị, lạm dụng rượu không tốt cho sức khỏe, dù đó là loại rượu nào. Vì vậy, trước khi quyết định bỏ tiền để mua rượu, thuốc được quảng cáo là thần dược, mong là quý vị sẽ hết sức cẩn thận. Nỗi lo còn công nghiệp độc hại trong rượu có thể gây nhiều hậu quả khôn lường, đón đầu tâm lý người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp đang đưa ra thị trường các sản phẩm được cho là có tác dụng lọc được methanol nếu có trong rượu. Vậy tác dụng của những chiếc máy này có được như lời quảng cáo? Quý vị hãy tìm hiểu ngay sau đây. Với chiếc máy lọc methanol này, rượu thủ công sau khi được nấu sẽ được đưa vào hệ thống để xử lý. Bơm inox đầu nguồn sẽ đưa rượu vào hệ thống lọc đa tầng. Tại đây, các chất liệu hấp thụ có độ xốp và độ hoạt quá cao, dần dần hấp thụ từng phần methanol anhydride và tách chúng ra khỏi rượu. Sau quá trình lọc, rượu sẽ được loại bỏ methanol cũng như những tạp chất khác. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, 3 tháng đầu năm 2017, gần 200 người bị ngộ độc methanol, ít nhất 18 người chết. Nguyên nhân là do 80% lượng rượu trên thị trường Việt Nam sản xuất hình thức nhỏ lẻ, thủ công. Các chuyên gia cho rằng, nếu sản phẩm lọc này được kiểm nghiệm của Bộ Y tế và được phép lưu hành, đồng thời chất lượng rượu sau khi được lọc được kiểm định của các cơ quan chuyên môn, thì sẽ góp phần quản lý nồng độ cồn trong rượu, hạn chế người dân bị ngộ độc như thời gian vừa qua.
Để đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng là tiết kiệm thời gian, một người phụ nữ ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã cho ra đời sản phẩm mới cà phê phin giấy sử dụng một lần. Sản phẩm này tiện dụng như thế nào? Mời quý vị xem những hình ảnh sau đây. Với sản phẩm này, việc pha cà phê trở nên đơn giản, tiện lợi hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần máng vào ly và cho nước sôi vào là có ngay ly cà phê. Chủ nhân của sản phẩm cà phê phin giấy này là chị Trần Huỳnh Tâm Bình. Chị cũng có cơ sở sản xuất cà phê sạch phục vụ người tiêu dùng ở thành phố Cao Lãnh. Hiện sản phẩm cà phê phin giấy được bán tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Trà Vinh và đang mở rộng thị trường đến thành phố Hồ Chí Minh. Phần tin người tiêu dùng cảnh giác trưa nay đến đây là hết. Xin mời chị Quỳnh Loan và anh Minh Thiện tiếp tục chương trình. Xin được cảm ơn chị Quỳnh Nhân. Tiếp tục chương trình Chuyển động Đông Tây 24 giờ trưa nay sẽ có các nội dung đáng chú ý. Tưng bừng khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2017. Mỹ bẻ mặt vì ngựa sắt phân khối lớn bỏ trốn. Tối 17 tháng 5, tức 22 tháng 4 âm lịch, tại chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2017, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã khai mạc với các nghi thức truyền thống. Lễ hội năm nay phục dựng lại các nghi thức truyền thống như lễ phục hiện trước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống lăng miếu, lễ tắm bà, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc. Ước tính mỗi năm có gần 5 triệu lượt du khách đến hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất An Giang. Triển lãm ảnh nghệ thuật tháng 3 mùa qua gạo tại Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu đến công chúng 80 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích nghệ thuật chụp ảnh trên toàn quốc. Mỗi bức ảnh gắn với chủ đề về vẻ đẹp của cây gạo và hoa gạo, về cuộc sống thường nhật của người dân bên cây hoa gạo và những phong tục tập quán sinh hoạt văn hóa diễn ra bên cây hoa gạo. Tiếp theo chương trình là những thông tin văn hóa quốc tế đáng chú ý khác. Tại phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật hiện đại và ấn tượng vừa diễn ra ở thành phố New York, Mỹ, bức tượng đồng La Muse Underby, tạm dịch là nàng thơ ngủ của nhà điêu khắc Konstantin Bruskovsky, đã được bán với giá kỷ lục 57,3 triệu đô la Mỹ. Đây là mức giá cao nhất trong số các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ nổi tiếng người Romania này. Nàng thơ ngủ được đánh giá là một trong những thành tựu quan trọng bậc nhất của thời kỳ tiền nghệ thuật điêu khắc mới. Nhà điêu khắc Konstantin Brancusi đã phát thảo bức tượng bằng đá cẩm thạch trước khi hoàn thiện với tổng cộng 6 phiên bản bằng đồng vào năm 1913. Bức tượng được đấu giá nằm trong bộ sưu tập của gia đình nghệ sĩ Pháp Jacques Guillemin từ những năm 1950. Hãng thời trang danh tiếng của Pháp Dior vừa trình làng bộ sưu tập Resort 2018 tại một thảo nguyên ở California của Mỹ. Đây là những thiết kế mới nhất tới từ nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên của Dior, nhà thiết kế Maria Carey Garcia. Bộ sưu tập dành cho kỳ nghỉ năm sau được lấy cảm hứng từ các bức họa trong hệ thống hang động Lascaux nổi tiếng của Pháp. Nhà thiết kế người Italia đã sử dụng loại vải cao cấp làm từ những sợi tơ tằm chất lượng cao cùng với công nghệ dệt qua giăng và họa tiết chìm để tạo nên những bộ trang phục ấn tượng nhất. Ngày nay, hình ảnh phụ nữ điều khiển xe phân khối lớn không còn lạ. Tuy nhiên, có một câu lạc bộ như vậy dành riêng cho nữ giới thì lại là điều mà ít nơi làm được. Vì lý do này mà một câu lạc bộ dành riêng cho những phụ nữ đam mê tốc độ đã được thành lập ở Mỹ, có tên gọi là Carmen Corvette. Sự ra đời của câu lạc bộ vừa cá tính vừa sexy này đã khiến mọi người quên đi hình ảnh bụi bặm quen thuộc của các tay chơi phân khối lớn. Các thành viên trong câu lạc bộ luôn xuất hiện với hình ảnh siêu nữ tính cùng váy ngắn, giày cao gót, đồ trang sức lóng lánh, lớp trang điểm cầu kỳ cùng chiếc mũ bảo hiểm có chùm lông màu hồng chói lọi. Hơn thế nữa, họ nhuộm khói xe thành màu hồng nhằm tăng sức quyến rũ cho xế yêu. Carmen Corvette được ra đời với mục đích thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc chỉ đàn ông mới có thể đi phân khối lớn. Như quý vị thấy đó, những người đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, thậm chí là chắc hơn rất nhiều. Sinh ra là đàn ông đã khổ, chọn nhầm ngựa sắt của đời mình còn khổ hơn. Nổi tiếng là một tay lái với nhiều trò biểu diễn điêu luyện, nhưng anh chàng Jack Black trong một buổi tập trên hồ băng ở Minnetonka, bang Minnesota,
Mỹ thì vẫn không thể nào xấu hổ hơn được nữa khi bị chiếc mô tô thân yêu làm cho ngã nhào. Chiếc mô tô sau đó đã bẻ lái và tự chạy một quãng đường rất dài, mặc dù trên xe lúc đó chẳng có ai lái. Quả là một màn chạy trốn thú vị của con người sát phần khởi lớn. Chuyên mục Chuyện đời chuyện người hôm nay, chúng tôi xin được kể cho quý vị nghe về cuộc đời của một người phụ nữ đang ở cái tuổi gần đất xa trời. Câu chuyện của bà nó không hoàn hảo, không mang màu sắc hồng tươi đầy cổ tích về gương người tốt việc tốt nào đó mà quý vị vẫn thường nghe thường thấy. Đây là một câu chuyện rất đời. Có lẽ hiếm người phụ nữ nào mà cuộc đời giống như cả một xã hội thu nhỏ, đầy hỉ nộ ái ố. Ở đó có hạnh phúc gia đình, có sự nghèo khó đến tột cùng, có nỗi đau sâu thẳm của người mẹ khi những đứa con lỡ lối lầm đường, và có cả sự cô đơn buồn tuổi lúc về già. Và hầu như những bạc bẽo nhân tình thế thái đều đè nặng trên đôi vai gầy gò ấy. Ở bà có cả sự bao dung vô bờ bến. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên Ngọc Minh và Hoàng Nghiêm của Chuyển động Đông Tây 24 giờ để gặp người phụ nữ đặc biệt này đang sống ở tỉnh Hậu Giang. Người dân phường 7 thành phố Vị Thanh quen gọi bà cụ này là bà Tám Tú. Đó là tên của chồng bà, dù ông ấy đã mất cách đây hơn 40 năm. Tuổi đã ngoài thất thập cổ lai hy, bà Tám Tú vẫn hàng ngày lao động miệt mài, đôi chân đi qua đây tan tầm hai buổi, nhặt từng giỏ chai, kiếm từng đồng lẻ. Học sinh nơi đây thành lập một thùng rác việc làm tử tế, giúp bà đỡ vất vả hơn trong bước đường mưu sinh. Dạ, em thấy bà cụ đã già sức yếu rồi mà còn nuôi cả gia đình còn bị bệnh này kia nữa. Em làm cái công việc này để giúp bà cụ có thêm tiền để mua gạo trang trải qua ngày. Tôi thấy là mấy đứa, bốn đứa học giỏi à. Đứa thì chở bao mũ cho bà, còn đứa thì chở bà mà thấy bà gục đầu vô vai nhỏ học trò đó. Tôi mới bỏ chỗ bán, tôi mới gửi theo. Về tới đây thì nghe mấy đứa học trò nó nói vậy, thấy bà xỉu. Xỉu hoài à, 3-4 ngày, 4-5 ngày gì xỉu lại người. Nắng bị quá, nắng quá. Nắng quá. Cuộc đời của bà giống như người mẹ trong câu chuyện cổ tích, ba cô con gái. Ngoài cô con gái út mới về sống cùng, bà còn có hai người con nữa. Người con thứ theo chồng đi xa, người con cả sống nhà bên cạnh. Nhưng bấy lâu nay, các con đã không nhìn mặt. Mà nó muốn chở đi là nó chở đi. Bị gì nó đi cờ bạc không à. Rồi thiếu nợ người ta. Bà có trách con mình tại sao lại đối xử với mình vậy không? Không, không có trách đứa nào hết trơn. Không có trách một đứa nào hết. Ừ, nó cho thì cho, còn không cho thì thôi. Chứ không bao giờ mà tôi mở miệng mà tôi trách tiếng nào. Hay là hỏi xin tiền không? Không có hỏi nữa. Mần được nhiêu thì ăn nhiêu. Cái gì? Đây là con gái út của bà Tám Tú. Hai năm trước, hay tin mẹ bệnh không ai chăm sóc, chị trốn chồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Lúc đó túi cũng rủng rỉnh tiền. Thế nhưng cũng giống như các chị, vướng vào cờ bạc và nợ nần chồng chất. Nhiều khi không ở nhà 5-10 bữa rồi nè, cái không có tiền. Không có tiền, không có gì hết, cũng có lợi sần bài. Rồi lại đợi cái đạo đó như đó, thân với mình đó, coi bà có ăn không, có mình được mượn, mượn 50%. Chị không sợ vô đó rồi cái máu cờ của mình nó lội nổi lên, mình đánh cái mình nợ nữa ha? Không, chị quyết định nè. Không bao giờ có vụ mà cờ bạc như hồi đó. Hồi đó mình ăn thì bạn bè nhóc hết trơn, tiền bạc mình có, còn giờ ta thấy mình ta sợ chết. Ai trong đời cũng sẽ mắc những lỗi lầm, nhưng không phải ai cũng có thể tha thứ cho sự lầm lỗi. Nhờ có tấm lòng bao dung, nhân ái, thương con, đùm bọc con, bà Tám Tú đã giúp chị Út có thể sửa chữa sai lầm.
Giờ đây, niềm an ủi của bà là được nhìn thấy cô con gái út tu tâm dưỡng tánh và nụ cười của hai đứa cháu thơ. Bà chính là tề tiên đại tánh tôn vũ. Những nội dung chính trong chuyển động thị trường: quyết tâm giành lại vị trí dẫn đầu trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, các đại lý Toyota đồng loạt giảm giá xe từ 18 đến 90 triệu đồng. Chuyển động thị trường trưa nay tiếp tục cùng phóng viên chuyển động Đông Tây 24 giờ tìm hiểu về cách chọn trái cây ngon, an toàn cho sức khỏe. Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, toàn bộ thị trường xe tại Việt Nam sụt giảm trầm trọng so với tháng trước đó. Nhận thấy cần phải đẩy mạnh doanh số khôi phục thị trường trở lại, các đại lý Toyota đã đồng loạt giảm giá xe, kể cả xe nhập khẩu lẫn xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, trong tháng 5 năm 2017, khi mua xe Toyota, khách hàng sẽ được giảm giá từ 18 đến 90 triệu đồng tùy từng mẫu xe. Ngoài ra còn được tặng dán kính và thảm trải sàn theo xe. Đối với mẫu xe gia đình bán chạy nhất Việt Nam Toyota Innova, trong tháng 5, mẫu xe này nhận mức giảm giá trực tiếp từ 55 đến 60 triệu đồng tùy từng phiên bản. Bên cạnh đó, mẫu sedan Toyota Vios được nhiều khách hàng ưa chuộng cũng nhận mức giảm từ 50 đến 60 triệu đồng, cao hơn mức giảm giá trong tháng 4. Để có mức giảm giá sâu kỷ lục như vậy, các đại lý đã được Toyota Việt Nam trợ giá hầu hết tất cả các dòng xe. Động thái này như việc quyết tâm giành lại vị trí dẫn đầu trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Tiếp tục chương trình trưa nay là thông tin về hai vật nuôi rất gắn bó với bà con đồng bằng sông Cửu Long nhưng cũng lắm lận đận về giá cả trong thời gian qua. Sau gần một tháng phát động chương trình hỗ trợ tiêu thụ thịt heo và chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, số lượng heo dư thừa của các địa phương đã giảm phần nửa, còn tồn khoảng 200.000 tấn và giá heo đã tăng trở lại. Còn bà con nuôi cá tra đang thả nuôi vụ mới trong trạng thái vừa mừng vừa lo khi giá cả đã đạt mức kỷ lục trong 6 năm qua. Hiện số heo hơi dư thừa trên cả nước còn khoảng 200.000 tấn, giảm hơn một nửa so với lúc cao điểm. Giá bán heo hơi đang tăng trở lại ở nhiều địa phương, mức tăng cao nhất lên tới 8 đến 9.000 đồng một ký, tăng ít nhất là 2.000 đồng một ký và đang tiếp tục tăng. Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, nếu cuộc khủng hoảng thừa thịt heo chấm dứt trong tháng 5 thì ngành chăn nuôi heo ước tính thua lỗ trên 10.000 tỷ đồng. Nông dân huyện Tam Nông, Đồng Tháp hiện đang thu hoạch vụ cá tra nuôi trong ao hầm với giá dao động ở mức 24 đến 29.000 đồng một ký để chở đi tiêu thụ tại các chợ và phục vụ cho các doanh nghiệp chế biến cá tra phi lê xuất khẩu. Đã có trên 500 hecta nuôi cá tra thu hoạch được trên 76.500 tấn. Với giá bán như vậy, người nuôi cá tra đã có lãi từ 1.5 triệu đến 1.700.000 đồng một tấn. Thưa quý vị, bưởi, cam là những trái cây rất ngon và bổ dưỡng cho con người. Khi cần bổ sung vitamin C thì bưởi, cam, quýt chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng nếu chọn không khéo thì sẽ chọn phải những trái quá chua, quá đắng, quá khô, thậm chí chọn nhầm trái là có ngậm quá chất. Và đây quả là một vấn đề đau đầu cho người tiêu dùng. Vậy làm thế nào để lựa chọn được những trái cam, quýt ngon tránh tiền mất tật mang? Thị trường chuyển động ngày hôm nay, phóng viên Thúy Duy, Lê Phương sẽ giúp quý vị một vài bí quyết chọn trái cây ngon. Thưa quý khán giả, cam quýt là loại trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Chính vì thế được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mua phải những loại cam quýt ngậm nhiều hóa chất rất nguy hiểm. Để không mua phải các loại trái cây trên, trong chương trình hôm nay, Thúy Di sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn kinh nghiệm của người tiêu dùng trong việc lựa chọn cam quýt vừa ngon vừa an toàn. Hơn 10 năm nay, chị Phan Thị Út xem cam quýt là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Chị cũng đã đúc kết được cam quýt ngon thì trái phải tròn đều, da bóng láng. Trái chín cây thì có vỏ xanh ửng vàng, còn loại chín ép, vỏ vẫn xanh nhưng màu ửng vàng không đều và không còn cuống lá. Chị ơi, khi mà đi mua cam quýt chị, thì làm cách nào mà để mình có thể lựa chọn được những trái cam quýt ngon hả chị? Thì mình đi mua cam quýt, mình lựa những trái tròn, bóng, còn cuống tươi,
ngon thì trái quýt nó bóng láng như gì á thì nó rất là ngon, ngọt, nước nhiều. Còn những trái quýt không ngon, cam không ngon thì nó sần sùi. Chị thì làm sao mà mình có thể phân biệt được đâu là những loại cam quýt mà ngâm chẩm nhiều quá chất độc hại vậy chị? Những quả cam chính do dùng thuốc sẽ có màu vàng nhạt, đều cả quả cuốn héo, các nốt tạo tinh dầu rất bé, mình không nên dùng. Còn những quả cam chín, cam quýt chín tự nhiên là do cuốn quả tươi tròn, các nốt tinh dầu trên vỏ rất to, chín từ mảng từ trên xuống dưới, nên dùng những quả đó. Chị Út cũng cho biết, khi ngửi mùi cũng có thể biết cam quýt đó có an toàn hay không. Bình thường cam quýt có mùi thơm dịu nhẹ, nhưng khi ngâm nhiều quá chất thì sẽ có mùi hắc, khó chịu, do khi phun thuốc xong, nhà vườn chưa để thời gian cách ly mà đã đem ra thị trường. Và cũng đừng nên chọn những trái quá to, căng mọng vì bón nhiều phân đạm. Chuyển động Đông Tây 24 giờ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai cũng vào lúc 11 giờ.